Minh Audio Sài Gòn xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video test âm thanh bãi ngày hôm nay, Minh Audio Sài Gòn xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn cặp loa cổ của Mỹ hiếm quý, đó là cặp loa KLH Model 5. Cặp loa này là cặp loa cổ được làm thủ công bằng tay, có cấu hình là một bát 25, 2 mid và một chép. Hiện tại bên cửa hàng đang phối ghép với âm ly Pioneer FX650. Cặp loa này cùng thời với các cặp loa của AR. Do cái hãng KLH này không có đầu tư về tiền quảng cáo PR thời bấy giờ nên là ít cái thông tin được biết về loa KLH này. Nhưng mà so với giá trị và chất lượng thì tương đương ngang với AR, thậm chí là hơn. Model này là một trong những model rất là hay của hãng KLH. Chiếc âm ly đang phối ghép với cặp loa KLH này là Pioneer FX650 nhé quý vị. Hàng bãi nguyên zin và rất là đẹp. Con này chạy điện hàng 120 điện của Mỹ và hiện tại đang có giá tại cửa hàng của Minh Audio Sài Gòn là 4.200.000 đồng. Phần radio, đây là âm ly radio hoạt động tốt, bắt sóng 108. Và quay lại đôi loa này, KLH Modern 5. Tiếng la zin thùng đẹp. Cặp loa KLH Modern 5 hay gọi là Modern 5 này hiện tại thị trường có giá tầm 13-14 triệu. Còn riêng bên cửa hàng của Xuân Minh Sài Gòn, Minh Audio Sài Gòn đang bán cho quý vị và các bạn là 12 triệu đồng. Địa chỉ cửa hàng tại 31 Phan Huy X, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ hotline 0946101332 để quý vị và các bạn có theo dõi được video của Minh thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại hoặc có thể đến cửa hàng để giao lưu trực tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.